Xin thân chào cô chú bác, quý anh chị và bà con anh em môi giới ha. Hôm nay thì Khoa đang có mặt tại tỉnh lộ 87B, đoạn này thì khu vực của xã Tân Thới. Thì Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình vô cái miếng đất trong đây ha. Miếng đất này cách tỉnh lộ 87B này tầm khoảng chừng 300m tại cô chú anh chị. Mình có một miếng đất vườn ha, với tổng diện tích là 625m2 cắt bán cho cô chú anh chị ha. Giá thì chỉ có 270 triệu thôi, bao mọi thuế phí chuyển nhượng cho cô chú anh chị mình ha. Giá 270 triệu giá chốt luôn ha. Thì cái đoạn đường đi vô đất của mình cập nhật là đường công cộng này cô chú anh chị. Đây ha, có bảng ha. Đường thì rộng 2m, nền đường 3m, mặt đường thì rộng 2m ha. Đường này công cộng cập nhật của nhà nước. Hướng này đi vô đất thì cách tỉnh lộ tầm khoảng 400m. Thì Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi vô tham khảo ha. Giá chỉ có 270 triệu ha, chủ đang kêu bán. Giá này thì rất là rẻ rồi, giá ngọt luôn cô chú anh chị. Thì cái miếng đất mình đi vô đất thì có hai cái cung đường đi. Cô chú anh chị mình có ô tô thì mình đi cái hướng ngược lại vẫn vô được ha. Cách thì cái đường ô tô thì cũng tầm khoảng chừng thì mặt tiền ô tô chạy tới chỗ luôn. Đây thì khu vực là khá là đông dân cư, nhà cửa đông đúc ha. Tuyến đường này thì mình đi bằng xe máy, xe ba gác vô. Rồi cái cung đường hướng ngược lại mình có thể đi ô tô vô nè. Rồi từ cái hướng này nè, từ cái hướng này mình có thể đi ô tô vô được nè cô chú anh chị. Đây ra ngoài đó rộng lắm ha, rộng tới 3m, đường tới 3m lận. Rồi cái miếng vườn của mình thì mặt tiền ngang là 12.5m ha. Mặt tiền ngang tiếp giáp với đường công cộng là 12.5m. Đây nha cô chú anh chị, có cắm cái ranh nè. Ngang qua hết cái cung đường nè, tới nhà chỗ chiếc xe qua chạy là 12.5m ha. Chạy sâu vô là 40m nha cô chú anh chị. Cắt nở hậu cho cô chú anh chị luôn, 625m2 giá 270 triệu. Thì 625m2 thì ở quê người ta kêu là một công nhỏ đất ha. Đây ha, nền thì mình được 1, 2, 3, 4, 5 hàng dừa. Thì tổng cộng khoảng 50 gốc dừa trên đất nè. Hiện tại chủ đang thu hoạch dừa nè cô chú anh chị. Đây ha, thì giá dừa hiện tại cũng khá là cao luôn. Trên đất mình thì có cái căn nhà thì chủ họ cắt xéo tiếp giáp căn nhà, cắt thẳng ra phía sau ha. Cắt thì có nở hậu cho cô chú anh chị mình về đây mình cất nhà vườn luôn. Giáp ranh với mình thì có nhà dân ha, khá là đông đúc luôn nè. Tại đoạn đường gần tỉnh lộ quá, cái mương này thì nó cũng lạng nè, bằng cái nền liếp luôn rồi. Mình chỉ còn có hai rãnh mương ngoài trước ha, phía trong này mình có thể cất cái nhà kiên cố cũng được ha cô chú anh chị. Dừa thì hiện trạng thì trái rất là sai ha. Dừa này hiện tại đang vô mùa treo dừa ha. Nếu mà những tháng mà thuận thì trái rất là sai ha. Trên đất cắt bán cho cô chú anh chị thì không có màu mã gì hết cô chú anh chị. Cắt cái phần đất không có màu mã gì cho bán cho cô chú anh chị ha. Đây phía sau ranh của mình. Phía sau ranh của mình thì có được, nói chung là trên đất thì đa phần là dừa. Có một cây sapo ha. Bên đây thì có gốc me. Đó, thì đối diện bên kia thì có nhà dân ha. Ở đây tuyến đường rất là đông dân cư. Chủ họ cắt bán họ chừa lại cái nhà này để làm đất hương quả ha. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm thì liên hệ bên Khoa, số điện thoại là 033 444 7430, hoặc quý anh chị gọi thêm 0766 450 076 để được Khoa tư vấn thêm cho cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video, quan tâm liên hệ Khoa ha. Thì cô chú anh chị mình ở Sài Gòn thì về đây tầm khoảng 65 đến 75 km ha. Tiếng phà gần nhất để cô chú anh chị mình đi về đây thì đi bằng tiếng phà Bình Ninh. Từ đây mình lên tới phía phà Bình Ninh tầm khoảng 4 km, qua phà Bình Ninh thì mình tiếp giáp với chợ gạo. Mình đi thêm khoảng 15 km nữa tiếp giáp thành phố Mỹ Tho ha. Còn nếu cô chú anh chị ở Sài Gòn thì đi theo tiếng về Mỹ Tho, rồi theo tiếng quốc lộ 50 để đi về đất này ha. Cách tầm khoảng 65 đến 75 km. Thì ở đây thì cách Mỹ Tho tầm khoảng 20 km nè. Cách Sài Gòn tầm khoảng 65 đến 75 km. Cách thị xã Gò Công tầm khoảng 35 km ha. Mặt tiền đất này thì cái view rạch mấy bên đây thì quay về hướng để
Cái bên đây thì mặt tiền quay về hướng Tây ha. Còn view rạch này thì quay về hướng Nam. Thì mình cắt không có dính phần rạch ha, cắt từ cái mặt đường đó, cắt băng thẳng vô cái nhà nè. Cô chú anh chị thấy ha, cặp hông cái nhà, cắt sỏ xuống. Thì khuôn viên đất nè, cô chú anh chị thấy ha. Cắt khuôn viên đất thì không có màu mã gì cho cô chú anh chị ha. Dừa thì chuẩn bị lấy trái rồi nè. Rồi, cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ bên khoa để được khoa tư vấn thêm ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.